Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một sự xuất hiện mới. Đó chính là đuôi tiên cá Tion. Đây là một sản phẩm mới. Tion đó hả? Chính xác, đuôi tiên cá Tion. Ben cũng đang mang đuôi tiên cá Tion. Tion mới đổi cái mới. Chính xác, đây là đuôi tiên cá Tion dành cho những bạn nhỏ. Cái đuôi được thiết kế với đường cong giống như logo tiên cá của Tion, thấy chưa? Với đường cong này sẽ giúp các em bơi nhanh hơn, lướt nước hơn, lặn tốt hơn. Rồi, đây là đuôi thích hợp dành cho bạn nữ. Bạn nữ sẽ mang đuôi này. Ben, gỡ đuôi ra cho mấy bạn coi đuôi của Ben có khác gì với cái đuôi của bạn nữ không? Thôi khỏi gỡ luôn cũng được. Và các bạn đang thấy một người cá đang bơi ở dưới nước. Đó là đuôi cá của cá voi Lessini. Đuôi có hình mặt khuyết. Còn đuôi của tiên cá Tion là đuôi có hình lượn sóng. Đố Ben biết sự khác biệt giữa hai đuôi cá này là gì? Ben thấy cái này giống đuôi của mấy người cá thiện luôn. Đuôi nào giống đuôi của người cá thiện? Đuôi này. Đúng rồi, bởi vì đuôi là đuôi của tiên cá, còn kia là đuôi của cá voi. Cái đuôi kia thật ra là thiết kế dành cho những bạn bơi nổi trên mặt nước, nó sẽ tốt hơn. Còn cái đuôi này những bạn lặn sẽ tốt hơn. Tion phải suy nghĩ đó, mới tạo ra cái đuôi có đường cong như vậy, để cho mấy em lặn nước cho nó tốt, hiểu không? Tion, bây giờ bạn nhau mắt kiến cho bạn xuống bơi chưa? Mang xuống bơi. Xuống bơi với bạn người cá Iris ở dưới ha. Rồi các bạn xuống bơi cho Tion coi thử. Mang đồ đội đầu hay khỏi? Mang đồ đội đầu vô luôn. Rồi xuống dưới bơi. Tion phụ Ben được không? Đội nó mà cũng phụ nữa kìa. Trời đau quá. Ai sai ơi, tại sao tôi lại có một thằng đệ tử siêu gì? Siêu lanh chanh lóc chóc hả? Không. Siêu gì? Siêu hài hả? Được chưa? Chưa. Người ta đeo vô cái đầu thôi, đi ổng đi đeo vô con mắt luôn thì sao? Ai vậy? Trời. Hello, người cá thí đà xuống đây. Manly đâu rồi? Rồi, bây giờ Tion sẽ so sánh đuôi người cá của cá voi Lessini và đuôi người cá của tiên cá biết tất cả, xem cái đuôi cá nào bơi đẹp trong nước nhất. Là Thi Đà đang mặc cái đuôi cá của Lessini, Ben đang mặc đuôi cá của Tion đúng không, của tiên cá biết tất cả, còn em đang mặc đuôi cá của Lessini. Bây giờ ba em sẽ bơi cùng với nhau để cho các bạn xem đuôi cá này bơi đẹp như thế nào. Rồi cảm nhận mang đuôi cá của từng người cho mọi người biết ha. Ok, bơi. 1, 2, 3, bơi lại tiêu. Đuôi cá cho tôi biết đi. Có cảm nhận sao? Em mang cái đuôi cá của tiên cá biết tất cả, em thấy bơi nhanh không? Bơi lướt không? Lướt. Bơi có thấy bị nặng không? Dạ, không nặng lắm. Hơi nặng. Hơi nặng đúng không? Rồi. Em mang đuôi cá của Lessini em thấy làm sao? Bơi nhanh không? Dạ bơi nhanh. Bơi lướt không? Bơi có bị nặng không? Dạ cũng hơi nặng. Vậy hả? Bây giờ hai em đổi đuôi cho nhau thử đi. Để cảm nhận. Coi khi mà em mang đuôi cá của tiên cá
với em thì mang đuôi cá của cá voi, coi hai em bơi như thế nào, cảm nhận lại thêm một lần nữa. Dạ. Em có muốn đổi thử đuôi của tiên cá biết tất cả không? Mà không phải cá để quay gần lại đi. Bây giờ Tion sẽ cho Thi Đà mang đuôi của tiên cá Tion, tiên cá biết tất cả vào để coi coi với đuôi người cá của cá voi Lexini, coi cảm nhận như thế nào, có khác biệt gì hay không. Rồi mình sẽ bơi thử từ đây qua bên kia nha. Rồi đổi đuôi xong chưa? Nè nè, đường lượng này sẽ giúp em bơi nhanh hơn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bơi thi với nhau tiếp. Em mệt rồi hả? Sao mà mệt dễ quá vậy, người cá công chúa? Vậy sao bơi với cá heo? Cá heo nó bơi nhanh lắm, nó cứ giỡn ngoài mình, mà xuống bơi với nó cứ đòi giỡn với mình hoài. Nó nói Ti Đà ơi giỡn với tôi đi, Ti Đà ơi. Mà Ti Đà mệt là thôi, nó giỡn hoài Ti Đà xỉu luôn á. Mình phải tập bơi mạnh lên, được không? Này Tion gỡ ra cho. Rồi thôi Ti Đà không thích bơi rồi, Ti Đà xuống luyện bơi ếch đi nha. Ha, người cá Thi Đà bơi ếch đi. Rồi hai em đổi đuôi cho nhau chưa? Rồi bắt đầu bơi. Rồi cho tôi biết cảm nhận nha. Bơi qua bơi lại một vòng luôn đi mấy em ơi. Simi cũng đang ngồi ở đây chờ xem kết quả đánh giá và sự so sánh giữa đuôi cá của tiên cá Tion và cá voi Lexini, và bộ đồ của mỹ nhân ngư Simi đang mặc cũng là mẫu thiết kế của tiên cá Tion. Đuôi của Tion làm nó đỡ mệt mà nó nhanh hơn mà nó đỡ nặng hơn. Đừng có nói xạo nha. Thiệt, nó còn đỡ mỏi chân hơn nữa. Cái mang đuôi cá của cá voi Lexini sao? Nó nặng mà nó khó chịu mà bơi dễ mệt. Em phải nói thật lòng cho Tion biết đuôi của tiên cá Tion và đuôi của cá voi Lexini như thế nào. Dạ, cái đuôi cá của Tion thì nó nhẹ hơn thì cái đuôi cá của Lexini, với lại nó dễ bơi. Nói chung là đuôi cá của Tion như thế nào, rồi đuôi cá của Lexini như thế nào? Đuôi cá của Tion mềm. Mềm đúng không? Dạ. Cảm giác như thật đúng không? Còn đuôi cá của Lexini như thế nào? Dạ nặng. Cảm giác như cá voi đúng không? Nhưng mà cả hai đuôi em đã mang qua rồi, em thấy như thế nào? Có cần thay đổi gì không? Cho nó tốt hơn không? Giữa đuôi cá của Tion và đuôi cá của Lexini, đuôi cá Tion có cần thay đổi gì cho nó tốt hơn, hợp với em hơn không? Nó bự hơn. Em muốn đuôi cá của Tion bự hơn nữa hả? Dạ. Còn đuôi cá của Lexini như thế nào? Dạ, nhẹ hơn. Nhẹ hơn nữa, bởi vì đuôi cá Lexini còn hơi nặng đối với em đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ đánh giá chung là em cho đuôi cá Tion mấy điểm? 9 điểm. Đuôi cá Lexini mấy điểm? 8 điểm rưỡi. Rồi đánh giá luôn đi. Đuôi cá của Tion 9.9 điểm. 9.9 hả? Còn đuôi cá của Lexini 8.5 điểm. Nhưng mà mấy em nói thiệt là đuôi cá của Tion mang vô
bơi lướt hơn hả? Dạ đúng rồi, bơi lướt mà nhẹ đỡ mệt hơn nữa. Dạ. Bơi cái này bơi chút là nó xỉu hơn. Vậy thôi đổi đuôi trả đuôi cho nhau đi. Dạ. Bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn biết, nếu mà mang đuôi cá của Tion á, những bạn mà là người cá chuyên nghiệp rồi thì mang đuôi cá của Tion lúc đó mấy bạn sẽ thấy bơi rất là dễ, rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Thích hợp cho những bạn đi bơi ở ngoài biển, bởi vì cái đường lượn sóng Tion đã thiết kế á, nó là từ các người cá thế giới đang sử dụng, của tiên cá đang dùng. Còn cái mẫu của Lexini là hình vòng trăng khuyết, nó sẽ giúp các em tập luyện bơi tốt hơn, cảm nhận nước tốt hơn. Nên chất lượng về đuôi cá thì như nhau, nhưng mà về kỹ thuật á thì tùy theo các em đang tập luyện cái thể loại nào mà mua cái đuôi cá đó cho nó phù hợp thôi, hiểu không? Ok, bây giờ bơi đi mấy em. Đổi đuôi đi. Đổi đuôi đi.